Ok, rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi, ok. Trở lại với lại phim đóng phim á thì cảm xúc chị thế nào? Quay trở lại chắc cũng phải 3 năm rồi. Chị bắt đầu có một dự án phim trở lại thì rất là hồi hộp. Mình mất 2 năm là tránh dịch rồi cho nên cũng lâu rồi. Hy vọng cái lần trở lại lần này á thì sẽ là một Sĩ Thanh hoàn toàn khác với điện ảnh. Mọi người sẽ thấy một cái vai mà cực kỳ khác so với Thanh trước đây. Không hề giống gì hết, tại vì đây là một cái vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Thanh luôn, nên là hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận khách quan hơn về cái khả năng diễn xuất của Thanh. Tại Thanh biết là tay ngang, cái khả năng diễn xuất thì chắc là chưa được đánh giá cao, Thanh biết điều đó. Nhưng mà sau cái bộ này thì nghĩ là khán giả sẽ tiếp nhận, và Thanh cảm thấy là sau bộ phim này giống như là một cái bước ngoặt cho Thanh, cảm thấy là thực ra là mình cũng có có duyên và cũng có cái khả năng trong cái nghiệp thứ bảy này. Và Thanh hy vọng là sắp tới trong con đường diễn xuất của mình, mọi người sẽ ủng hộ thật là nhiều, cũng như là ủng hộ vai Châu trong bộ phim Nhân Học Đam Mê. Cái vai diễn viên có gì đặc biệt mà quý vị quyết định nhận nhiều cái kịch bản này? Ngay từ đầu Thanh lên đó rồi đó, đây là một vai diễn khác hoàn toàn so với trước đây. Hồi xưa thì cái vai của Thanh đóng là quậy quậy tưng tửng hài hài, thì cái vai này là một cái vai nó rất là có chiều sâu, nội tâm rất là nhiều. Và cái vai này phải nói là cái vai mà tâm lý nặng nhất mà từ đó giờ Thanh nhận, mà lúc nhận Thanh sợ nhất là Thanh không thể đảm đương nổi những cái phân đoạn mà nó quá khó, thật sự đối với Thanh là quá khó. Tâm lý cực kỳ là nặng và tâm lý nó chuyển biến nó liên tục. Là một cái cô gái rất là xinh đẹp quyến rũ mà rất là mưu mẹo, lưu lẹo, có thể là dùng tất cả mọi thứ để có thể đạt được cái mục đích của mình. Thì vai diễn này đối với Thanh là cực kỳ là khó, mà Thanh rất là vui và cảm ơn Today TV đã tin tưởng và giao cái trọng trách nặng nề này cho một cái người mà cũng như là cũng lâu rồi Thanh mới xuất hiện để ở cái dự án phim truyền hình. Thì Thanh cảm ơn mọi người đã đặt niềm tin vào Thanh, hy vọng là sẽ không làm người thất vọng. Chị đóng một vai mà nó em cảm thấy là nó hơi thấy ghét, nó hơi ghét quá hả? Thì chị có sợ là bị khán giả ghét không chị? Sao ta, khi mà nhận cái vai này á thì Thanh chắc chắn là mọi người cái vai này dù là vai phản diện nhưng mà mọi người sẽ thấy là ở đâu đó có mọi người trong đó, là sẽ thấy là cái phản diện của cô gái này nó đi theo một cái hướng là tự nhiên, tức là không phải cần cố gắng để phản diện, không cần phải cố gắng phải ác, mà là cái những cái cảnh đưa đẩy là buộc như vậy. Và Thanh nghĩ là những cái ai mà coi những cái phim thì là
nếu mà tôi là cô gái trong hoàn cảnh vậy, tôi cũng sẽ như vậy. Thì nó sẽ không phải là quá ác hay là những gì, nó sẽ phản ánh được cái những cái góc khuất ở bên trong của người con gái. Sẽ có, chúng ta sẽ có hai mặt, một cái mặt mà cũng ở show ở bên ngoài nhưng mà ở trong nội tâm của mình á, thì nhân vật của Thanh sẽ phản ánh được cái những phần ở bên trong. Ngại không ta? Chắc cũng ngại đó. Tại vì sao ta? Nếu mà nói thật lòng thì ngại chứ. Đâu có ai muốn đấu ác hoài đâu. Thì tại vì người ta muốn thử sức, thật sự là Thanh muốn thử sức mình, cái khả năng diễn xuất của mình để nhìn vào vai này thì nó có hợp hay không. Nhưng mà Thanh tin vào con mắt của đạo diễn và nhà sản xuất. Thanh nghĩ rất là hợp. Còn nếu mà vai diễn thành công thì cũng là một sự thành công của Thanh. Còn hy vọng mà chọn hay không những cái vai diễn ác tiếp theo thì do mình. Tôi nghĩ là vậy. Thì người mà theo đuổi phong cách sexy huyết mẫu á, có phải là những cái tôi đang trong nhau của anh hay còn nên xa hơn nữa, là mình muốn thay đổi cái nào đó cá tính hay là mềm nền nã hơn? Sexy quyến rũ thì đó là hồi xưa như là phong cách của anh như vậy rồi. Anh không nghĩ là anh sẽ thay đổi hay gì đó. Anh cũng sẽ như vậy, anh nghĩ là vậy. Từ đó giờ đây, tại vì nếu mà thay đổi phong cách khác anh cảm thấy nó không hợp với mình. Mình đã sẵn cái kiểu gì như vậy rồi mà kiểu nó hợp với mình thì mình thích mình cứ duy trì thôi. Sĩ Thanh, Xuân Dương, Trung Huy, Quang Sơn, Mạnh Hùng cùng các diễn viên ca sĩ khách mời. Vâng ạ. Và Ngọc Nhi cũng xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho sự có mặt của tất cả chúng ta và đặc biệt là các anh chị báo đài đã đến với Trinity TV ngày hôm nay. Thưa quý vị, bộ phim Giấc mộng đêm hè do tập đoàn ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.